cửa ngõ phía nam của tỉnh Lâm Đồng, là điểm nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Lạt. Những năm qua, cùng với nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội, huyện Đạ Oai đã có nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư, thông qua đó tạo điều kiện phát triển về mọi mặt, đồng thời tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Triển khai xây dựng năm 2014, khu nghỉ dưỡng sinh thái vườn cây Nam Nhi, xã Hà Lâm, huyện Đạ Oai đã hoàn thành trên 95% cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của du khách khi đến với địa điểm này. Điểm đặc biệt là du khách đến khu du lịch, ngoài nghỉ dưỡng, còn được thưởng thức nhiều loại trái cây vốn được xem là đặc sản của huyện Đạ Oai. Đạ Oai là nói riêng ở tỉnh Lâm Đồng nói chung á, thì về vấn đề thu hút kêu gọi đầu tư rất là tốt. Tôi tin tưởng ở đây rồi mấy anh em ở đảng ủy, ủy ban ở huyện cũng như ở tỉnh đó là hết sức là giúp đỡ cho những cái doanh nghiệp của chúng tôi. Bên cạnh đấy thì mình cũng làm cái mô hình du lịch nhỏ nhỏ để cho anh em hay là những cái khách họ có thể tới chơi và nghỉ lại. Hiện nay trên địa bàn huyện Đạ Oai đã thu hút được 42 dự án đầu tư, trong đó 23 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, 9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 10 dự án du lịch dịch vụ với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 4.500 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất gần 10.000 hecta. Nhìn chung các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện có hiệu quả, đúng mục đích, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương. Không chỉ kêu gọi được các nhà đầu tư, khai thác được tiềm năng và thế mạnh của địa phương, mà chính quyền huyện Đạ Oai còn tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và giải quyết các vấn đề vướng mắc cho các nhà đầu tư, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. Hy vọng là với cái bước đầu này thì công ty sẽ dần dần sẽ nâng một bước cái ngành đua ngựa của mình, tập của Việt Nam lên một cái tầm vóc mới. Thì hy vọng rằng là trong tương lai mình có thể là giúp cái phát triển, thu hút khách nhiều khách du lịch nhiều hơn tới cái vùng Đạ Hoai, cái vùng Đam Maragui này, giúp một phần nâng cao cái đời sống của nhân dân ở trong vùng, đặc biệt là đối với những bà con người dân tộc ở đây. Một trong những lợi thế của Đạ Oai là địa bàn cửa ngõ, cũng là đầu mối giao thông giữa các tỉnh lân cận, nên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư vào địa phương. Với những lĩnh vực mà Đạ Oai có thế mạnh là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trồng rừng, nuôi và huấn luyện ngựa đua. Thời gian tới là tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các cái dự án theo đúng cái tiến độ kế hoạch mà họ đã đăng ký cam kết với tỉnh, với huyện. Chúng tôi tập trung vào cái thứ nhất là giải tỏa, đền bù, thu hồi mặt bằng để cho người ta triển khai cho đúng. Cái thứ hai là tạo điều kiện giúp đỡ trong cái việc họ triển khai thực hiện các cái dự án theo đúng cái quy hoạch. Cái thứ ba là giữ gìn cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cho nhà đầu tư yên tâm đầu tư trên địa bàn. Cái thứ tư là động viên cái sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, đặc biệt là nhân dân ở trong vùng dự án ủng hộ các nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án. Có thể thấy rằng thực hiện tốt chủ trương và kêu gọi được các nhà đầu tư đã góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội ở huyện Đạ Oai, góp phần không nhỏ trong việc tạo công ăn việc làm cũng như nâng cao thu nhập cho người dân ở địa phương. Hy vọng từ những kết quả nêu trên sẽ là điều kiện thuận lợi để chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác này, đưa Đạ Oai trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp. Hiện hai đối tượng là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và đang tạm trú tại Hai Bít, đường Ngô Thị Thị Sĩ, phường 4, thành phố Đà Lạt. Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng khai nhận đã dùng bình sơn xịt vẽ lên tường tại 6 điểm trên đường 3 tháng 2, Trương Công Định và Tăng Bạc Hổ.